Khánh Hiền, tôi hái quả ngọt sau 6 năm sống vất vả ở Mỹ. Khánh Hiền trải qua nhiều khó khăn khi sinh con, xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ nhưng sau 6 năm, cô dần hài lòng. Khánh Hiền cho biết cô vừa nhận quốc tịch Mỹ sau 6 năm sống và làm việc tại tiểu bang California. Diễn viên bày tỏ, đây là hành trình dài, đòi hỏi từ cô sự cố gắng nhưng thành quả thì thỏa mãn sự mong đợi. Trước khi phỏng vấn, tôi phải học lịch sử nước Mỹ, luyện trả lời câu hỏi về bản thân, tập đọc và viết bài luận bằng tiếng Anh, cô cho biết. Cô nhận thông báo về buổi thi trước 3 tuần nên hoang mang vì sợ không đủ thời gian chuẩn bị. Sau đó, cô quyết tâm dồn lực để học ngày học đêm, cho kịp. Khi đến phỏng vấn, cô rất hồi hộp. Ban đầu, tôi thấy vẻ mặt các giám khảo rất nghiêm nghị nên vô cùng lo lắng. Vậy nhưng sau màn chào hỏi, họ thể hiện sự thân thiện và dễ thương, giúp tôi được thả lỏng, Khánh Hiền nói. Nữ diễn viên còn thích thú khi được khen trang phục đẹp, phù hợp hoàn cảnh và diện mạo trẻ hơn tuổi thật. Nhờ vậy, cô trải qua các bài kiểm tra suôn sẻ, giữ tinh thần tốt suốt buổi. Diễn viên cho biết cô được ông xã giúp sức rất lớn. Bên cạnh hướng dẫn vợ những thông tin cần thiết, đạo diễn James Ngô nhận nhiệm vụ chăm sóc hai con, quán xuyến gia đình để cô tập trung ôn luyện. Ngày nhận quốc tịch, hai vợ chồng Khánh Hiền chở nhau đến trụ sở hành chính ở tiểu bang California làm thủ tục. Giây phút tuyên thệ, cô cho biết thấy vui, hạnh phúc và nghẹn ngào khó tả. Nhìn lại 6 năm ở Mỹ, Khánh Hiền bày tỏ cô thoáng bồi hồi. Cuộc sống của tôi trong ngày đầu đi định cư thực sự rất cực khổ. Tôi bắt đầu từ con số 0, trải qua nhiều ngày dài stress vì không giao tiếp được. Văn hóa trái ngược, không có bằng lái xe, khiến tôi chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Tôi tủi thân, không có niềm tin vào tương lai, nhớ giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở Việt Nam, cô kể. Tuy vậy, Khánh Hiền không để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực. Cô nhìn gia đình nhỏ của mình để lấy động lực, sau đó nỗ lực vượt qua, bắt đầu từ việc học ngoại ngữ, làm quen môi trường sống, tìm một công việc đơn giản. Cô đã lên kế hoạch cho bản thân theo từng giai đoạn ngắn để vừa sức. Tôi vừa chăm con, vừa học tiếng Anh và tập tành bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho sự nghiệp đang hứa hẹn của tôi ở Việt Nam và họ thắc mắc vì sao tôi chọn lấy chồng và sang Mỹ để rồi vất vả như thế này. Khánh Hiền nói, Khánh Hiền thú nhận cô không lựa chọn định cư Mỹ mà do hoàn cảnh. Ban đầu, diễn viên và chồng sống hai nơi nhưng từ khi sinh con cô được khuyên nên ở Mỹ để tiện việc chăm con và gần gũi gia đình chồng. Còn với cô, ước mơ lớn nhất vẫn là về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Theo Khánh Hiền, cô không dễ tìm kiếm cơ hội đóng phim tại California trong khi niềm đam mê diễn xuất vẫn cháy bỏng. Vài năm trước, Khánh Hiền từng đưa con về Việt Nam để tham gia các dự án phim ảnh. Cô bồng bé Eric lúc đó mới 2-3 tuổi đến phim trường ở Đà Lạt, Bình Thuận. Theo cô, nhóc tì rất ngoan, không quấy khóc nên cô thấy thoải mái và tập trung làm việc. Nhưng sau đó, cô thấy có lỗi khi để con sống xa bố. Khi làm mẹ, tôi nghĩ cho con rất nhiều và không muốn cha mẹ con cái bị chia cắt tình cảm. Cô nói, sau này, cô sinh thêm con gái bé Lin nên càng nghiêng về lựa chọn ở lại Mỹ vì tương lai các con. Hiện tại, vợ chồng Khánh Hiền cùng hai con Eric 4 tuổi và Lin 2 tuổi sống tại Los Angeles. Diễn viên cho biết cô chờ con gái út cứng cáp sẽ đưa cả nhà về Việt Nam thăm gia đình ngoại. Về định hướng hoạt động nghệ thuật cô chưa dám nói trước. Sau thời gian sống ở Mỹ, tôi thấy tại đây con người luôn bận rộn và mảnh đất này không dành cho kẻ lười nhác. Tôi đã quen dần nề nếp phong cách sinh hoạt và cũng có những kế hoạch riêng cho sự nghiệp của bản thân tại nơi này, cô nói. Khánh Hiền, sinh năm 1988, là diễn viên và người dẫn chương trình. Cô được yêu thích qua phim điện ảnh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ, năm 2015. Năm 2016, cô kết hôn với ông xã Việt Kiều James Ngô Tháng và sang Mỹ định cư. Sau sinh, cô trở lại đóng 5 phim vào năm 2019. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.